yêu con và con quá giỏi Luyện Nhi ơi. Nói chuyện đến cách bạn nhảy, đến cách bạn hát, tất cả mọi thứ đều rất là thoải mái. Và đấy là lý do mà các tiết mục của con cùng với chú Kayo Young luôn luôn rất là hay và đáng yêu, cho dù là hóa thân và nhân vật nào. Hay á, nhảy rất là sung nhưng mà vẫn giữ được cái giọng hát không bị phô một tí nào. Con nhỏ mà con giữ được cái giọng hát của con rất là hay, mà con nhảy rất là đẹp luôn á. Con rất là có tài. Ngày hôm nay cái tiết mục của hai chú cháu đã thỏa mãn được cả phần nghe lẫn phần nhìn, và con đã xuất thần trong bài hát này, và con đã làm rất tốt cái công việc của mình. Thật tình ra chú rất là bất ngờ về con. Tuyệt vời. Ui giời, chắc tao chết với con này quá. Bông hoa gạo, ô hay trời không nên gió, chiều ngày chị xin, ngày chị xin trời cho làm thơ. Cho hát con nhả chữ tuyệt vời, nó tình cảm đến cái độ mà nó đánh động vào lòng người nghe, và nhất là chú. Con thả nhiều cái chữ mà chú phải khều qua chị cô Mỹ Linh, là chú nói là sao nó lại giống như thế. So I fell for everything. You held me down when I got up. Already washed off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Last time I'm gonna shake the ground. You held me down when I got up. Get ready, cause I have enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger. Giải thưởng được khán giả yêu thích nhất, nhận được nhiều số phiếu bình chọn nhất từ phía quý vị khán giả với tỷ lệ bình chọn là 31.05%. Xin được chúc mừng cặp đôi của bé Uyên Nhi và Kayo York. Uyên Nhi và Kayo York nhận được giải thưởng cặp thí sinh được yêu thích nhất của chương trình, giải quán quân chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí mùa đầu tiên 2014 đã thuộc về Uyên Nhi, Kayo York. Xin chúc mừng. Và như thế là cặp đôi bé Anh Duy, ca sĩ Minh Thuận sẽ là á quân của chương trình của chúng ta